Dạ, xin chào anh em đã đến với kênh Khoan Bên Bãi Nhật ha. Hôm nay em về được một bộ khoan Hitachi nè. Con này là dòng 12V ha. Dòng này là sản xuất tại China nhưng mà xuất Nhật nha. Thì đặt nhà máy bên China sản xuất thì ghi mắc ở China thôi. Tại nhiều anh em không biết thắc mắc là ủa tại sao hàng bãi mà ghi mắc ở China, bộ máy China nó không bãi ha. Đặt nhà máy ở đâu thì ghi mắc ở chỗ đó ha. Rồi. À, em giới thiệu sơ con máy ha. Rồi anh em xem ngoại hình nha. Con này có thể nó đẹp là đẹp trên 90%, 95%. Tại vì hiện bãi thì khi về nó cũng sẽ chạy một hai chỗ, nhưng mà con này riêng anh em xem ngoại hình nè, cao su liền lạc liền gần như mới luôn á. Thấy không? Đầu còn sáng bóng luôn nè. Rồi con này thông số nè ha. FDS 12DVC ha. Chỗ này nó ghi 12 mm nè, có thể là khoan là mát là mũi 12 ha. Rồi thông số tua ha. DC 12V. Tốc chậm là từ 0 tới 350, tốc nhanh là từ 0 tới 1050 vòng ha. Rồi, ngoại hình liền lạc ha, đầu nè. Đầu chuẩn nha, không rơ không quơ gì hết nha. Rồi con này nó có hai tốc nhanh chậm ha. Thông số nãy thì em đọc rồi, quay cái video quay cái tem đó. Đây test tốc chậm nè, chiều tốc nè. Rồi chuyển tốc nhanh nè, tốc nhanh là 1050 đó, mát tua là 1050 đó. Đây. Thắng ok ha. Đó. Này cái đầu kẹp này nó có cái chữ Hitachi nha, để em quay qua cái chữ Hitachi đó mục tiêu rồi. Đây. Đầu kẹp chữ Hitachi đàng hoàng nha. Đấy, nhiều anh em về thấy con máy mới quá đó là máy China là thôi luôn đó. Anh em nào mà tìm được con máy China giống vậy là chắc như không có đó. Trời, con này có 22 cấp trượt ha. Một cốc khoan. Con này khoan lại bắt vít thôi nha, không có búa nha. Con này là dòng hai chức năng. Anh em nghe kỹ ha. Hai chức năng mới gọn vậy, còn ba chức năng này lúc nào nó cũng mới cồng kềnh bự hơn, thì nó thêm một cái chức năng nữa thì đương nhiên cái hộp bố, cái hộp số nó phải lớn hơn rồi. Con máy này sẽ to hơn. Còn anh em nào mà làm việc gia đình mình không có cần khoan tường, không cần khoan búa thì con này là quá ok rồi. Máy gọn nhẹ, Hitachi thì máy nó khỏe ha. Cầm gọn nhẹ vừa tay. Rồi con này đặc biệt có kèm thêm một cái mũi vít zin luôn nha. Đây mũi vít zin nó gắn chắc cái này nè. Này lúc zin em lấy bãi về là nó có cái mũi vít đây rồi, nên là giờ em vệ sinh xong rồi là em nhét lại tặng anh em nào về xài luôn, khỏi mua mũi vít. Mũi vít theo máy nha, lúc lượm mấy bãi về là nó có rồi. Rồi bộ này em bán một máy, một pin Li-ion đóng mới 4A ha. Giờ lại một cục sạc adapter điện 220 nè. Cục này là đầy bảo đèn ha. Đầy bảo đèn. Đây. Ghim thử cục sạc nè. Lỗ cắm. Đây cục sạc này khi nào đầy nó báo đèn xanh nha anh em. Còn cái đèn sạc nó báo đèn đỏ. Đây, giống như cục này trên đây em đang sạc nó báo đèn đỏ nè. Đang sạc cho cái cục adapter 12V nè, mắt đèn đỏ nè. Cục này đang sạc, đang đèn xanh ở đây rồi nè. Cục này cục Hitachi 18. Hitachi 18V. Rồi. Bộ này em bán một máy một pin một sạc 900 nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua cho em. Số 0938 158742. Là số 0767560061 ha. Em ở lớn tên em tên Phúc. Ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh ha. Bộ này anh em nào chuyển khoản thì em bao ship ha, còn có thì không bao ship. Trước giờ anh em mua hàng có từng mua hàng bên em thì đã biết ha. Thì ship có thì anh em nhận hàng thanh toán thì cái đó thì phí vận chuyển anh em chịu giùm em nha. Chứ ship có mà bao ship nó là không có lời luôn á. Rồi anh em nào thích máy đẹp, hàng hãng, gọn nhẹ,
thì chốt bộ này ha. Rồi em xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Dạ, cảm ơn anh em.